tọa lạc tại trung tâm thành phố Nam Định, quảng trường Hòa Bình là một trong những địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi. Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của nhạc nước tại quảng trường đã trở thành một điểm nhấn lung linh, nâng tầm vẻ đẹp và sự náo nhiệt của thành phố. Điểm đặc biệt nhất của nhạc nước quảng trường Hòa Bình Nam Định chính là màn trình diễn hoành tráng đầy mê hoặc. Những tia nước khổng lồ được phun lên cao kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại tạo nên một bữa tiệc thị giác và thính giác đầy ấn tượng. Các chủ đề và giai điệu đa dạng, mỗi buổi biểu diễn có thời lượng khoảng 15 đến 20 phút, được chia thành nhiều chương khác nhau. Mỗi chương mang một chủ đề và giai điệu riêng, khán giả sẽ được thưởng thức những bản nhạc sôi động, hào hùng cho đến những giai điệu trữ tình, sâu lắng. Yay!
quanh khu vực nhạc nước. Các hoạt động giải trí khác cũng được tổ chức đồng thời, tạo nên một không gian lễ hội náo nhiệt và rực rỡ. Nhạc nước Quảng trường Hòa Bình Nam Định là một điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Với màn trình diễn hoành tráng, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, nhạc nước Quảng trường Hòa Bình đã trở thành biểu tượng mới của thành phố, mang đến những trải nghiệm vui chơi giải trí khó quên. Chúng ta hãy cùng đến và khám phá những điều thú vị tại quảng trường này. Hãy về với Nam Định các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.